Đây nhá, thầy sẽ chữa cái bài tính giá trị của biểu thức tại x bằng 3 đây nhá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải rút gọn cái biểu thức này đúng không? Phải rút gọn cái biểu thức này. Thì chúng ta ghi lời giải như thế này. Giải ta có 4 nhân với 3 phần 4 x trừ 1 cộng với 12x bình phương trừ đi 3x rồi chia cho âm 3x trừ đi 2x trừ 1. Đấy. Thầy sẽ làm từng bước như sau. Chúng ta triển khai này bằng ở đây là nhân đơn thức với đa thức, nhân 4 vào cái đa thức này, nhân đơn thức với đa thức thì ta nhân 4 với 3 phần 4x thì 4 rút gọn là 4 thì sẽ là còn là 3x. Sau đó ta nhân 4 với âm 1 thì là thành âm 4 luôn nhé. Đấy. Rồi tiếp theo thì ở đây là chia đa thức này cho đơn thức. Thì ta lấy từng hạng tử của đa thức chia cho đơn thức nhé. Đầu tiên là 12x bình chia cho âm 3x. Thì 12 mà chia cho âm 3 thì là bằng âm 4. Còn x bình mà chia cho x thì còn x. Vậy thì kết quả 12x bình chia cho âm 3x thì sẽ là âm 4x nhé. Tiếp theo này, lấy âm 3x mà chia cho âm 3x thì là ra kết quả là bằng 1. Được chưa? Sau đó thì thầy phá ngoặc cái cuối này đi, phá ngoặc đằng trước có dấu trừ thì đổi dấu trong ngoặc, 2x trở thành âm 2x, âm 1 trở thành cộng 1. Đấy, thành dương 1 đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ lấy này 3x trừ 4x thì là thành âm x, âm x trừ đi 2x thì trở thành âm 3x. Đấy. Được chưa? Âm 4 này cộng với 1 thì thành âm 3. Âm 3 lại cộng thêm với 1 nữa thì là âm 2. Vậy thì cái này là âm 2. Như vậy thì ta đã rút gọn cái biểu thức ban đầu thành âm 3x trừ 2. Được chưa? Rồi. Bây giờ thì chúng ta tiến hành thay giá trị x này vào để tìm ra giá trị của biểu thức. Ta ghi thay x bằng 3 vào biểu thức ta được. Nhớ là thay vào cái biểu thức mà chúng ta vừa rút gọn. Còn thay vào cái biểu thức ban đầu thì nó cồng kềnh, đúng không? Đấy, nhiều bạn rút gọn ra rồi cuối cùng nó cứ đi thay vào cái biểu thức ban đầu. Thế thì các bạn phải thay vào cái biểu thức rút gọn này, nhưng mà với điều kiện rút gọn phải đúng, chứ rút gọn mà sai thì thay cũng sai nốt, là sai cả bài, các bạn nhớ nhá. Nào, ta được là âm 3 nhân x trừ 2, x ở đây thay bằng 3, vậy là âm 3 nhân 3 trừ đi 2 sẽ bằng âm 3 nhân 12 là thành âm âm 9, âm 9 trừ đi 2 thành âm 11. Đấy. Và ta có thể trả lời là vậy. Với x bằng 3 thì giá trị của biểu thức đã cho, giá trị của biểu thức đã cho, biểu thức đã cho sẽ là âm 11 nhá. Đấy. Thì các bài khác làm tương tự đi, sau đó là thầy sẽ chữa tiếp nhá.